Bây giờ mình gấp lại cứng nữa cả nhà mình cùng xem. Khi mà mình gấp thế này, nếu một chiếc này mà chất lượng không tốt, mình thả ra nó sẽ bị nó không thể bung ra được. Nhưng mà cái dòng này hôm nay thì cứng thế này thì để hên xem thôi nhá. Gấp nó ra sát cả nhà này, nhưng bây giờ nó bung ra tuyệt vời đó cả nhà, tuyệt vời, không để lại một chỗ hăn luôn. Chào cả nhà, ngày hôm nay thì hiện ở đây review và chia sẻ cho cả nhà một cái dòng sản phẩm nệm mới. Đấy, bởi vì cái dòng sản phẩm này là một cái dòng sản phẩm nó mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng mà giá thành thì nó lại rất hợp lý. Thì đây là cái dòng sản phẩm hiện muốn nói đến cho cả nhà cùng xem. Hôm nay thì hiện cái dòng sản phẩm là hiện tại đây là cái dòng sản phẩm form hoạt tính như cả nhà. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm form hoạt tính của công ty nệm Trung Sơn cả nhà. Tại sao ngày hôm nay hiện đưa cái dòng sản phẩm này đến nước nhà mình, thì đấy là cái dòng sản phẩm nó kết hợp được cái than hoạt tính vào trong một chiếc nệm để tạo cho một chiếc nệm có cái độ an toàn và cái chất lượng của chiếc nệm nó được cải tiến rất là tốt để đảm bảo sức khỏe người dùng. Và để cùng hiểu rõ hơn về sản phẩm cái nệm này thì xin mời cả nhà cùng xem và khám phá xem cái dòng nệm này được thiết kế thế nào cả nhà nhé. Đây thì khi nệm thì cũng được bọc bằng một cái tấm áo kiếng bình thường giống như cho các dòng nệm khác thôi, còn một tấm bảo vệ nệm. Và bên trong chiếc nệm thì là nó bằng một lớp vải gấm để bọc nệm cả nhà này. Nhìn ngoài quan vào thì mình được có một cái tấm vải gấm và hình cái này hình tổ ống rồi nha. Cái gấm này được thiết kế theo kiểu hình dạng hình tổ ống thoáng khí, nó làm để không thoáng và hút khí. Và trên chiếc nệm thì nó được in tất cả thông tin của chiếc nệm, như mà của hàng nệm Trung Sơn là của hàng Trung Sơn và nó là form hoạt tính cho bia cả nhà nhé. Thì nói về cái độ đàn hồi của chiếc nệm thì theo cảm nhận riêng của Hiến thì chiếc nệm này có độ đàn hồi khá là tốt. Cái dòng sản phẩm này là được kết hợp với than hoạt tính để tạo cho chiếc nệm có một cái chất kháng khuẩn, nó thấm hút mồ hôi và nó xử lý được cái mùi hôi của tấm nệm cả nhà nhá. Xem cái độ đàn hồi đến test cái độ đàn hồi cả nhà mình cùng xem nhé. Này, cái dòng này nó khá là cứng nhá cả nhà, nó khá là cứng nhá. Và với cái dòng sản phẩm nó khá cứng thế này thì nó sẽ rất là tốt và nó phù hợp với những người mà có tiền sử đau lưng đau cột sống, có tiền sử đau lưng đau cột sống và có cái bệnh thoát vị địa đệm rồi, hoặc là những cái các cụ lớn tuổi, thì dòng sản phẩm nó cứng thế này thì nó rất là phù hợp cả nhà nhá. Đây cả nhà mình cùng xem này, rất là cứng, rất là tốt và êm nữa. Nó để nằm trải nghiệm cho các em mình cùng xem này. Đây, khi mà chiếc nệm mà mình bước lên, nó cảm giác nó khi nó đàn hồi rất là tốt, nó thả chân lên cái nó thẳng thẳng bưng luôn. Và mình ngồi lên, mình nằm lên, rất là êm và thoải mái cả nhà nhá, rất là êm, nó rất là êm luôn cả nhà. Và để bây giờ mình gấp lại cứng cho cả nhà mình cùng xem. Khi mà mình gấp thế này, nếu một chiếc nệm mà chất lượng không tốt, mình thả ra nó sẽ bị nó không thể bung ra được. Nhưng mà cái dòng nệm này thì cứng thế này thì để hên xem thôi nhá. Gấp nó ra sát cả nhà này, nhưng bây giờ nó bung ra tuyệt vời đó cả nhà, tuyệt vời, không để lại một chỗ hăn luôn, nó bung ra. Cái dòng sản phẩm này thì nó được bảo hành 15 năm luôn cả nhà. Dòng sản phẩm này thì được bảo hành 15 năm. Và cái giá cả thì đây là một cái dòng sản phẩm nó phù hợp rất là túi tiền của cả nhà nhá. Nó dòng thuộc dòng sản phẩm bình dân, giá thì cũng dao động khoảng 3 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu là tùy cái size và kích thước là mình có thể sở hữu một tấm nệm rồi. Và cái dòng sản phẩm này thì nó có đầy đủ kích thước cả nhà nhá. 15 phân, 20 phân là đều có đủ luôn nha cả nhà. Cái tấm này hiện tại là 15 phân này, tầm dưới là 20 phân này. Nó có đầy đủ kích thước nhá. Nên khi mà cả nhà mình quan tâm về sản phẩm thì cứ inbox trực tiếp vào số hotline đăng ký mở giới. Nếu quan tâm vào sản phẩm thì cứ inbox trực tiếp vào số hotline. Thì hy vọng qua phần video thì cả nhà mình sẽ có thể tự tin để lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp với gia đình mình về sức khỏe, về tiền bạc, về độ đàn hồi, độ êm ái của chiếc nệm. Cả nhà cứ bấm nút đăng ký và nút follow để mỗi khi ra video cả nhà mình sẽ nhận được video sớm nhất nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.